về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Các em thân mến, nằm trong chủ đề 8 với nội dung là khám phá bản thân thì các bài tập của bài 9 phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân sẽ giúp chúng ta một lần nữa rèn luyện việc phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của chính mình. Nào, giờ đây cô cho mình cùng luyện tập sau bài học thôi. Bài tập đầu tiên của bài tập ngày hôm nay yêu cầu các em là đánh dấu tích vào ô tròn chỉ biểu hiện phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Bức tranh thứ nhất, học kỹ kịch bản và bình tĩnh, mình sẽ không run nữa. Bức tranh thứ hai, sao mình làm mãi mà không được nhỉ? Và mẹ của bạn nhỏ đã khuyên bạn nhỏ rằng con phải kiên trì thực hành. Bức tranh thứ ba, sau khi cô giáo phát bài kiểm tra cho bạn nữ đã tự nhủ rằng từ nay mình sẽ đọc kỹ, kiểm tra lại kết quả cẩn thận. Bức tranh thứ tư, bạn nhỏ tranh cãi với mẹ. Con không đăng ký học đâu, con giỏi rồi. Không ai giỏi mãi nếu không rèn luyện và học hỏi mỗi ngày. Vậy thì em sẽ phải đánh dấu vào hai bức tranh như sau. Đây đều là hai bức tranh chỉ biểu hiện phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Các em hãy học hỏi hai bạn nhỏ trong bức tranh này nhé. Bước vào bài tập 2. Tô màu vào quả táo chỉ cách làm đúng để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Những quả táo mang đáp án như sau. Lập kế hoạch, thực hành nhiều lần, tích cực phát biểu, ham học hỏi, chỉ làm khi được nhắc nhở, sẵn sàng trải nghiệm. Như vậy, em sẽ phải tô màu vào quả táo chỉ cách làm đúng để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu sau. Lập kế hoạch, thực hành nhiều lần, tích cực phát biểu, ham học hỏi và sẵn sàng trải nghiệm. Chúng ta sẽ không tô màu vào quả táo chỉ cách làm chưa đúng để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu đó là chỉ làm khi được nhắc nhở. Đến bài tập 3. Đưa ra lời khuyên để giúp bạn rèn luyện, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Thì tình huống 1 đó là bạn nam than phiền với bạn nữ rằng mình mau quên lắm, làm sao đây? Để bạn của mình có thể khắc phục điểm yếu, nếu là em nên khuyên bạn không sao đâu, mình làm đi, làm lại nhiều lần, khắc sẽ tự nhớ thôi. Tình huống thứ hai, bạn nữ đang băn khoăn. Mình hát hay, nhưng múa chưa đẹp, mình có nên tham gia câu lạc bộ múa không? Và em nên khuyên bạn, cậu nên tự tin tham gia câu lạc bộ, mình có thể vào để rèn luyện thêm mà. Bước sang bài tập 4, thì bài tập này yêu cầu chúng ta là nêu cách xử lý của em. Đầu tiên, nếu em có tính nóng nảy, em sẽ làm gì để khắc phục điểm yếu này? À, vậy thì nếu em có tính nóng nảy, em sẽ học cách kiểm soát cảm xúc thật tốt, bình tĩnh trong mọi việc để khắc phục khuyết điểm của mình. Thứ hai, nếu em được cử đi tham gia cuộc thi kể chuyện ở trường, em sẽ làm gì để đạt kết quả tốt trong cuộc thi? Nếu em được cử tham gia cuộc thi kể chuyện ở trường, em sẽ chăm chỉ, cố gắng tập luyện thật tốt để đạt kết quả thật tốt. Bài tập tiếp theo, bài tập 5 với yêu cầu là lập kế hoạch để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân. Trong đó thì điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cách rèn luyện của em là như thế nào? Thời gian thực hiện là vào lúc nào? Và kết quả thực hiện là ra sao? Cô gợi ý các em giải bài tập như sau.
Nếu điểm mạnh của em là tự tin khi trả lời bài, thì cách rèn luyện của em có thể là tích cực phát biểu trong giờ học, lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, tập trung khi làm bài tập, tích cực trao đổi ý kiến với các bạn trong lớp. Và thời gian thực hiện đó là vào các tiết học và giờ ra chơi. Nếu điểm yếu của em là nói tiếng Anh chưa tốt, thì cách rèn luyện của em có thể là tích cực nghe giảng trên lớp, thường xuyên nghe các bài hát bằng tiếng Anh, tập nói với bạn bè bằng tiếng Anh, về nhà học và xem lại bài đã được học. Và em có thể rèn luyện để khắc phục điểm yếu vào các tiết học, giờ ra chơi và khi về nhà. Sau tất cả thì ở mục kết quả thực hiện, em có thể đánh giá cho mình là thực hiện rất tốt. Ở phần cuối cùng của bài học hôm nay, các em hãy chia sẻ cho cô và các bạn biết suy nghĩ sau bài học của em nhé. Em hãy tô màu vào biểu tượng thể hiện cảm xúc của em sau khi học bài này. Và em sẽ làm gì để phát huy điểm mạnh, điểm yếu của bản thân? Như vậy là sau khi học bài này, biểu tượng em tô vào là mặt cười, thể hiện sự hài lòng, tích cực, phải không nào? Tiếp theo là để phát huy điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thì em cần phải lắng nghe góp ý của người khác, tích cực phát huy điểm mạnh, khắc phục những hạn chế của bản thân, luôn cố gắng học hỏi. Và ghi nhớ của bài học hôm nay là phát huy điểm mạnh bản thân, khắc phục điểm yếu, em cần siêng năng, lên kế hoạch theo tháng 5, học hỏi, rèn luyện, em chăm từng ngày. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.